là bún gạo xào hay là xào thịt gan với bạch tuộc, đây là chả Phượng Hoàng. Làm cái chả Phụng Hoàng thì lập xưởng là mình lăn sơ qua cho nó ra cái mỡ nha cả nhà. Mình bắt chảo lên mình để tí xíu dầu thôi. Thì mình lăn cho nó đều cho nó ra cái mỡ. Nếu trường hợp mà mình không có lập xưởng mình đi mua thì mình mua lập xưởng nhỏ nhỏ một chút. Còn lập xưởng này mình có sẵn nè. Thành thử là mình xài nguyên cục bự luôn. Hôm nay mình làm cái món chả Phụng Hoàng. Chả Phụng Hoàng thì mình gồm có chả thắt lát 300 g, 4 cái trứng vịt và 4 cái lạp xưởng. Mỗi trứng vịt thì mình sẽ bọc một cái lạp xưởng cho nó gọn nha cả nhà. Và cần nhất là có 4 cái bọc ni lông nè. 4 bọc ni lông với lại cọng dây mình quấn để mình hấp. Và khi làm cái hột vịt mình có bột năng. Bột năng mình để vô để cho cái miếng hột vịt nó dai một chút. Khi mình bó cái cục lạp xưởng nó sẽ không có bị bể. Bây giờ trước tiên mình cho nửa muỗng cà phê muối. Một chút nước vô. Cả nhà biết sao không? Cái muối này đó thay vì mình nêm vô cái chả thắt lát thì mình không nêm mà mình để ở ngoài mình để nước vô nè. Rồi khi mình nhúng vậy này mình tán nó không gì bị dính. Không bị dính muỗng. Bây giờ nêm vô cái chả thắt lát thì mình có một chút tiêu. Một chút tiêu. Một chút tỏi. Và một chút bột ngọt. Giờ thì mình nhúng cái nước này nè, rồi mình tán cho đều cho cái chả nó dai. Chả mình đã tán xong rồi ngay cả nhà. Bây giờ mình để đây để cái muỗng mình ngâm trong cái nước muối nè. Bắt đầu mình xài mình lấy ra mình xài không bị dính chả. Mình chiên mỗi trứng vịt mỗi cái để mà lót lạp xưởng thì mình không có cần phải chiên một lượt, mình chiên một cái một thôi. Cái một cho nó dễ quấn. Đó, mình đập cục vịt ra nè ha. Xong rồi cái mình để một chút bột bột năng. Mình pha một chút bột năng vô đây. Tí nước. Để một chút nước. Rồi trộn với lại hột vịt. Khi mình chiên, mình trộn với hột vịt để cho cái miếng hột vịt nó dai. Mình quấn cái lạp xưởng nó không bị bể. Hột vịt thì mình đánh lên. Bột năng mình để một chút nước cho mình hòa vô, để hột vịt vô chiên, để vô hột vịt để chiên. Giờ thì mình bắt chảo lên, mình bắt chảo lên, mình để tí xíu dầu thôi chứ không được để nhiều. Xong rồi mình cho nó nóng lên, mình đổ cái hột vịt hồi nãy vô nè, mình chán đều, mình để nhỏ là lửa riu riu thôi nha. Cho nó không bị khét. Mình đậy nắp lại cho nó chín cái bề bề trên. Bây giờ mình mở ra nó khô chín rồi cả nhà. Giờ mình lấy ra để mà chiên tiếp cái thứ hai nha.
Rồi, đây là cái thứ tư, cái cuối cùng. Mình chán xong rồi. Bây giờ thì mình lấy cái chả cá này mình chép vô cái miếng hụt vịt nha cả nhà. Mình thấm qua nước muối một cái. Rồi mình dứt tiếp thì nó không dính muỗng. Mình chảy đều ra rồi xong rồi mình để cái lạp xưởng vô mình cuốn lại. Hồi nãy mình để bột vậy đó mà cũng còn nứt nữa hết chưa. Mình cuốn lại mình để vô cái bọc. Cái bọc mình đừng có cắt ra nha cả nhà, mình để yên nguyên nha. Mình chừa hai đầu rồi mình dễ cột lại. Mình cột cái đầu hở trước nha cả nhà. Rồi bắt đầu mình cột cái đầu bít. Cột dây này mình không có cần phải siết cho chặt, mình chỉ là vừa cái cuốn nó thôi. Siết chặt thêm một hồi nó xấu, nó không được, nó có lằn lằn, nó không có được đẹp cái miếng chả. Cả nhà biết sao, mình lâu quá rồi không có làm tới, thành thử nó hơi vụng vụng về, nhưng mà cách thức thì nó đúng của nó luôn. Nói tính ra là cũng mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi không có làm tới nữa đó. Bởi vậy thì lộng cộng đó, được cái thứ ba rồi. Mình bắt sửng lên. Bây giờ sửng nước cũng sắp sôi rồi. Mình để chả vô nha cả nhà. Rồi mình thăm chừng ở đây một chút xíu. Khi mà nó săn cái miếng cái giò, cái chả, thì mình lấy rũa, mình lấy cái đồ mình xôm cho nó đừng có xì hơi ra, cho đừng cho nó xì hơi, nó không có nứt cái chả. Giờ mình đậy nắp lại. Bây giờ cục chả mình để nó chín được một chút xíu rồi, giờ mình xôm đụng cho nó đừng có phù nha cả nhà. Đó. Mình xôm mỗi cục là mình 1-2 lần thôi chứ không có xôm nhiều. Nếu có cái vật gì nhọn nhọn mình xôm càng tốt. Cái mũi dao sợ nó tét á, nhưng mà mình không có. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại để mà hấp tiếp. Chả mình hấp cũng được 20 phút rồi. Bây giờ nó đã chín rồi cả nhà. Giờ mình gấp nó ra. Tắt lửa gấp nó ra nha. Để cho nó thiệt nguội. Khi đó mình xắt nó mới lại dẻ nó ngon. Giờ nó cũng hơi nguội rồi, mình cắt ra ngay cả nhà. Cắt ra cho phía trong nó nguội, đừng hồi mình cắt khoanh nó lại nó dẻ ngon hơn. Đó. Rồi mình cắt thêm đoạn tiếp theo. Thơm quá cả nhà ơi. Cái món chả Phượng Hoàng này nè, là mình để trong cái tủ xào bún gạo.
thì mình cũng chuẩn bị ở đây là tỏi với hành băm và con bạch tuộc, thịt, gan và rau củ để xào với cải thìa, rau cần và không quên cái bột bún gạo. Giờ thì mình sẽ ướp. Mình sẽ ướp ba cái loại thịt này, một chút bột nêm nè, thêm một miếng đường chút xíu thôi nha cả nhà. Đó. Rồi ở đây thêm để cái tỏi, tỏi bằm, hành bằm, chia đều qua ba món, món thịt, món gan với món bạch tuộc. Ở đây mình không quên là để một mỗi phần một chút tiêu cho nó thơm ngọt, để tiêu vô nó cũng thơm thơm đó cả nhà. Mình ở đây mình để chút chút vậy đời, còn không cần phải để nhiều. Rồi sau khi để tiêu thì mình để một chút dầu hào, coi như ba cái món này mình cũng ướp đều một cái thứ gia vị hết, và một chút dầu ô liu. Bây giờ thì trộn đều lên, trộn đều lên. Mình để đây mình sơ chế cái rau củ quả xong rồi mình mới xào. Bún gạo này thì cái món này dễ ăn lắm cả nhà, cũng được người bạn cho cái bọc bún đó mình mới có ý tưởng làm món này. Đây người bạn cho mình một bọc này nè, chắc mình làm phân nửa bọc thôi, ăn không hết đâu. Củ cải đỏ mình trộn sơ qua một chút nha cả nhà. Xong rồi cải thìa mình cũng trộn sơ qua. Mình vớt lên, nó đã chín rồi nè. Dầu đã nóng rồi mình để tỏi vô. Mình phi miếng tỏi đi rồi mình trộn với lại bún gạo nha cả nhà. Tỏi mình phi vàng rồi mình múc ra một miếng đi rồi mình trộn với bún. Đây mình cho miếng hành vô luôn. Mình để cái bạch tuộc vô nha cả nhà. Gan với lại thịt mình cho vô một lượt luôn. Mình đã nêm đếm ướp hồi nãy rồi, bây giờ nó vừa ăn rồi mình không có nêm đếm nữa, mình chỉ xào chín thôi. Đây mùi thơm quá cả nhà ơi.
rồi thịt của mình cũng chín rồi, bây giờ mình bắt xuống, bắt xuống mình bắt chở người ta. Nước tỏi hồi nãy mình phi đó cả nhà, giờ mình trộn vô bún gạo cho nó thơm. Rồi bên đây nó đã, bây giờ mình xào cái rau củ nha, bắt chảo mỡ tỏi lên xong mình xào rau củ. Chuông thì mình không có trụng lại, mình chỉ trụng cái củ cải đỏ với rau cải thìa thôi. Mình không có nêm nếm gì hết trơn nha cả nhà. Hồi nãy cái phần thịt mình đã nêm đầy đủ rồi, là vừa ăn dễ lắm rồi. Bây giờ mình cho vô chảo. Với lại thịt thà mình đã xào chín rồi, bây giờ mình để cái bún gạo vô. Mình trộn đều lên. Rồi ngon quá cả nhà ơi, mình đã xào xong rồi nè. Giờ vớt ra để nhập tiệc thôi. Xin mời. Cà gót hồi nãy mình trụng vậy đó là vừa ăn đó, nó không mềm mà cũng không cứng. Giờ gấp miếng chả phụng vàng đó. Chả này hồi nãy cả nhà thấy đó, mình làm mình chiên hột vịt xong mình để cá thác lát lên rồi mình cuộn với lại lạp xưởng. Coi như cái kiểu làm của mình là ba mươi mấy 40 năm rồi mình mới làm lại đó cả nhà ơi. Bởi cái lúc mà mình cuộn nó lộng cộng quá chừng đi. Chả rất là ngon. Chả thì cá thác lát mình mua về đó, mình nêm vô một chút bột ngọt, chút tiêu. Còn muối thì mình không có nêm vô, mình chỉ để một chén nước muối rồi mình lấy cái muỗng mình tán, mình nhúng vô mình tán thì nó không dính muỗng mà cái miếng chả nó dai vậy đó. Tán một hồi cái miếng chả là nó dứt luôn, nữa là cái độ dai, nó có độ dai đó. Cái chả này em tôi mới thấy lần đầu tiên không đụng hàng, lý do là người ta làm cái lạp xưởng nhỏ. Bây giờ làm lạp xưởng bự, thấy nó rất là đặc biệt. Chứ nhân đó chà bá lửa luôn mà cái lạp xưởng này nó mềm ngon quá. Cái kia lạp xưởng nhỏ 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 bằng nhỏ tay út à, mình ra cái miệng nó nhỏ còn dồn thấy nó hấp quá đẹp luôn á. Nó cứng phải không? Cứng. Còn cái này mềm phải không? Mềm. Nó tươi nè, vừa ăn đó, nó mềm nó thơm. Cả nhà thấy không, cái nhân chà bá lửa luôn.
Nên là ông bà nó dính vô luôn. Còn kia là ưa bị rớt cây ra đó. Ừ, Nó gời lắm. Ủa vậy hả? Ừ. Ừ, miếng nó ăn là Phải nó là tụi rớt nó ra. khô. À, phải Nó khô. chắc chịu quá. Còn này tươi cái nó dính luôn rồi nè. Thấy không? Đó, rất là hấp dẫn. Vậy là làm vậy là thành công rồi phải Ừ. không? Mấy Này là nói chung cũng trùng hợp ngẫu nhiên, cái tụi này cũng tính làm là xưởng kia, cái trùng hợp thằng nhỏ nó mua về là xưởng này thì có sẵn mình làm thử luôn, làm đại luôn, nó phải Ngờ thử mà cái rốt nhân cuộc nó lại chà ngon bá vậy đó, ngon quá đó, chừng ngon quá. Thế này có gì làm đấy, Đó. chứ không phải là đi mua là xưởng kia làm rồi. Buổi ăn của mình cũng đã dài rồi, mình xin chào tạm biệt cả nhà nha. Khoan khoan, lá sét muốn xài thử cơm không đó. À. Quên quên. Xoài sầu chín cây nè, ông xã mua. Đây 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 anh. Đấy là sầu chín cây nè, vỏ xanh lè nhưng mà ở trong đã chín Ăn rồi. cái đi rồi nghỉ. Đấy, này chín cây luôn đó cả nhà ơi. Đây. Cả vỏ ngoài xanh lè mà ở trong nó chín Cả ngay. nhà, cả nhà thấy cái kiểu ăn này nhớ không? Nhớ hồi xưa không? Này ăn làm Tại biến vì sợ nó giơ là tay à. cái kiểu này làm biếng Sợ mà. giơ tay. Sợ với tay nè. Đây, 1, 2, 3 lụm. Ăn cái chẻ đôi ra, cái gọc 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 cái lũng ăn. Đây nè. Nhưng mà lại bây giờ lại là cái hình mẫu rất là đẹp. Đẹp. Toàn rất là ngọt. Sao ngọt Ngọt quá. quá. Ngọt luôn. Phải biết là sáng mua nhiều, mua nhiều nhiều chút. Thấy nó xanh um mà, biết nó chín chưa? Mua đại. Ngon quá cả nhà. Bảo đảm chất lượng không có dơ tay. Giờ thì ăn tráng miệng xong xuôi luôn. Xin tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ và hạnh phúc, dồi dào sức khỏe nha. Khi yêu thích cái clip của mình đó thì cho mình xin một like, share và đăng ký. Rồi bấm cái chuông mà có hai cái lần gì nữa. Nếu là cái clip mới của mình có thì cả nhà sẽ đều thấy nha. Rồi, xin chào tạm biệt. Chào, hẹn gặp lại.